Thưa quý vị, tại Kiên Giang, cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh này vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam bị can Nguyễn Ngọc Châu, 63 tuổi, ngụ phường An Bình, thành phố Rạch Giá để điều tra tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Châu khai nhận sử dụng Facebook để liên hệ, trao đổi với một số thành viên của tổ chức khủng bố, chuẩn bị rải truyền đơn trong các dịp lễ ở Kiên Giang. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Châu, lực lượng công an đã thu giữ hơn 3.000 tờ truyền đơn có nội dung kích động gây rối an ninh trật tự. Những tờ truyền đơn được Châu chuẩn bị phát tán trong các dịp lễ, theo sự chỉ đạo của tổ chức khủng bố với tên gọi Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. Bước đầu, Châu khai nhận đã sử dụng Facebook liên hệ trao đổi với một số thành viên của tổ chức khủng bố có tên gọi Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời do Đào Minh Quân cầm đầu để được hướng dẫn tham gia. Ngoài ra, công an còn thu giữ nhiều trang thiết bị, phương tiện phục vụ soạn thảo in ấn truyền đơn như máy tính, máy in màu, máy fax, cùng các mảnh vải hình chữ nhật màu vàng có ba sọc đỏ và tăng chứng vật chứng khác liên quan hoạt động vi phạm pháp luật của Châu.